Rồi anh Nghĩa, Nghĩa được Nghĩa có nhận con Nghĩa, nữa không? Nghĩa tăng động rồi, đương nhiên rồi em ạ. Dạ, nhưng bên kia người ta cũng bấm bên này bấm trước, bên này bấm trước, cái hạn này là bây giờ đúng không? Đây bên này bấm trước. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ em tên là Thủy Tiên, em đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của cái đội bấm đầu tiên. Đội bấm đầu tiên xin mời Bạch Gia Trang. Người ta thường nói thương nhau như bát cơm đầy. Hôm nay cô không có chuẩn bị kịp một bát cơm đầy, nhưng mà cô có cơm cháy, bịch cơm cháy. Có chuẩn bị, có cho bà, có đầu tư. Con gái tôi hát mà cho ăn cơm cháy, nó khè cái họng làm sao nó hát được. Cơm cháy không phải là trước khi con hát mà con lôi ra con ăn để cho con nghẹn, con nghẹt. Con ăn lúc mà con ngồi học bài, con buồn quá, con đói bụng, con lấy ra con ăn, con nhớ tới cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Rồi xong con qua đội của cô, con tập, rồi con chơi, rồi con có nhiều thứ trong đó, nó vui vẻ, nó hào hứng trong đó. Em xin phép hỏi anh Bạch, đây có phải là đạo cụ cuối cùng trong cái giỏ đồ của mình không anh? À không em, cái nguồn của anh là không bao giờ dứt. Con biết không, cơm cháy mà làm trước đây một tuần, một tháng á không có ngon. Cái này mới làm ngày hôm qua, sáng nay nhận, con cầm của nó còn ấm ấm nè. Con nóng. Anh Bạch, em nói đi.
Em có thể về đội của anh được không? Tại em đói bụng quá. Yeah. Khoan, cho em nói chút xíu. Mặc dù... Cái gì vậy? Không, không, để từ từ. Khoan, đi ra. Em đói quá. Em có phần dỗ, anh ưu tiên một cho em. Người ta đi làm việc nhưng mà có tâm, có tấm lòng. Đâu phải đi tới đây để diễn không lãnh lương đi về. Mà còn phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Không phải cho thí sinh, cho ban giám khảo, cho toàn thể khán giả. Ngày hôm qua chúng em đã trồng mì luộc, mì lặt mì. Bây giờ... Nào vừa để mà đây khoai mì dạ. Dỗ dạ. Dạ. Khoai mì ngon thôi. Em chia phụ giùm anh cho khán giả đi. Thôi em ăn nè, muốn chia không? Dạ đó. Dạ con mời cô. Dạ. Dạ em mời anh. Mời, mời anh đi chị. Dạ con mời cô. Đây cái chương trình là ẩm thực. Lát nữa con phát cho hết chị đó. Trời ơi. Cưng nữa phải không? Rồi. Sao chương trình này hình như mình hợp trợ liên tục hả? Chưa cho ban quay phim với ban nhạc nữa anh. Chưa cho ban nhạc nè. Ban nhạc nè. Quánh trống nè. Organ nè. Guitar bass nè. Ôi trời ơi. Chia nhau cái chợ có đó đột, có đột, có đây à. Nè anh vô, anh vô ta sao đi vô 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 vô. Đồ của người ta mới làm nghĩ sao mà cứ diễn quá diễn. Con ơi con, mình hát cho dù là mình hát trước hay hát sau gì thì cũng không nên ăn cái cơm cháy này. Nó khè cổ họng của con, nó nổi mụn con. Đừng ăn cơm cháy, chú sẽ dắt con đi ăn cơm chay nha. Con thích hát trong nhạc gì? Rock. Dạ. Rồi bây giờ con làm thử bài bolero cho con tự tin coi nào. Con ơi chú, nếu như con về đội của cô chú, cô chú không bắt con đổi dòng nhạc sở trường của mình đâu. Bởi vì sao? Bởi vì trong đội của cô chú có một bạn gái cũng xinh xắn như con đâu, vậy đó. Bạn gái đó đang Mỹ. Hồi nãy mình Mỹ. Lên đây bạn gái đang ngồi sẵn. Đây. À, lên đây bạn gái. Chà. Mỹ. Giống như là trời xanh một cặp vậy đó. Ha. Đây. Hai bạn, trời ơi gương mặt xinh dữ sợ không? Trời ơi nó giống nhau dễ sợ luôn vậy đó. Bây giờ mình thử được không? Thử liền. Mỹ Mỹ con thuộc bài sắc màu của bạn không? Dạ thuộc. Rồi, dạ, rồi. Hai đứa rốc cháy hết cỡ trên sân khấu vô vô. Xuống xuống. Con nên về đội bên này đó. Tại vì hai đứa quá hợp. Wow. Hai con đúng luôn với tên chương trình đó. Tuyệt đỉnh song ca nhí là đây. Đông dấu liền. Đông dấu lửa. Đông dấu cái nữa. Ủa không lẽ mình vừa tốn đồ ăn rồi mình vừa mất công mà bây giờ mình trời lại ơi chịu thua như vậy sao? Mình có bao nhiêu mình đã tung ra hết rồi đó. Chị Đoan Trang à, đây rất thuyết phục. Mình không có cái gì để mình cãi lại đúng được rồi nữa hết. Không có một cái lý do gì, không có lý cái do gì, lý luận nào mà cãi lại được hết. Không thể cãi được. Mỹ Mỹ, con có điều gì con thuyết phục bạn về đội của chúng ta không nè? Dạ, con muốn nói với bạn là lần đầu tiên hát với bạn mà mình cảm thấy như là tiếp rồi, thêm lửa vậy. Cho nên là bạn về đội cô Ly nha. Tất cả mọi người vẫn đang trông chờ quyết định của con. Con về đội ai cũng được, nhưng mà mọi người về đội này chưa, rồi. Con chưa từng khẳng định đúng không? Bây giờ được con thôi. Khẳng định lại một khẳng lần nữa. Quyết định của tụi em là về đội của huấn luyện viên nào? Dạ, quyết định của em là về đội của huấn luyện viên. Cô Cẩm Ly và chú Đại Nghĩa. Sao em cảm thấy nhớ nhà quá à? Nhớ quê của mình nữa. Anh cũng nhớ nhà, nhớ quê của mình nữa. Nhưng mà bây giờ á, gia đình mình xa quê rồi, biết sao bây giờ?
đường đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước cũ buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chẳng quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt vào. Câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ơi âu ơi, dĩ dầu thương những con đò bờ hàng dừa xanh, sôi lối âm thanh dầm giá gạo chai đuôi. Đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời, câu hát tai lời tình quê ngọt bùi. Dù xa xôi nhớ ngày trong sôi lối âm thanh dầm giá gạo chai đuôi. Đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê ngọt bùi. Dù xa xôi nhớ ngày trong đôi, nghe tình quê gọi mãi trong đời. Và đó là cặp đôi Tiến Long và Dạ Thảo trong ca khúc Gợi Nhớ Quê Hương. Và xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Hai con tập với nhau rất là nhiều phải không? Dạ tập 2 ngày cô ơi. Có 2 ngày thôi đó hả? Dạ. Tập có 2 ngày, mỗi ngày tập bao nhiêu tiếng? Cỡ nửa tiếng, nửa một tiếng. Thành thật quá các con, thật là đáng yêu. Cô nghe tụi con trả lời cô choáng váng quá. Vì tụi con không có tập nhiều, nhưng mà cô nghe từ đầu bài tới cuối bài á, từng cái ngắt câu, từng cái lấy hơi rất là đều với nhau. Có người là dí dơ, mình có người vậy, nhưng mà có người là luyến kiểu khác. Nhưng hai con luyến y chang cái nốt giống nhau luôn. Cho nên cô rất là khen hai con trong bài hát này. Dạ cảm ơn cô.
Nhưng mà cũng phải nói là các bé cũng đã tập rất là nhiều ở nhà đúng không? Các con cũng tự tập rất là nhiều một mình với cái ca khúc này. Và cũng chia sẻ là tại vì hai bé là cũng ở xa, ở tới tận An Giang lận. Cái mà cô khen là các con tự làm bài tập ở nhà. Tất cả các thí sinh phải nên nhớ, cái quan trọng nhất là khi huấn luyện viên của mình dạy cho mình xong rồi đó, thì các con phải về nhà và bản thân mình phải tự làm bài tập. Và xin mời gia đình Vũ Trang chia sẻ. Vũ nghĩ cái đáng yêu khi mà mình làm với trẻ con á, là tức là mình hỏi gì nó suy nghĩ sao, hoặc là có gì là nói y chang vậy. Lúc nãy hai con hát trên đó, không biết chắc con không biết, nhưng mà chú ngồi đây chú đã rơi nước mắt và chú phải kềm chế cái cảm xúc của mình. Là tại vì cái cảm hứng mà để chú dàn dựng cái bài này cho con là khi chú xem cái phim Dạ Cổ Hoài Lan. Chú cũng sống ở nước ngoài từ lúc chú 9 tuổi, cho nên chú hiểu được cảm xúc mà khi mà mình thèm những cái gì mà nó chân thật, nó gần gũi nhất đối với mình. Cho nên khi hai con hát về quê hương, rồi một đoạn mà cái đồng lúa nổi lên ở phía sau. Em đừng có giật cái vương miệng mít ướt của chị nha. Hai chị em mình mít ướt thiệt luôn á. Chú thấy cái cảnh đồng lúa rồi hai con hát những cái lời ca ngợi quê hương, nhớ đến quê hương, thì làm cho chú cảm rất rất là xúc động. Và khi thấy hai con là hai đứa mà hiền nhất ở trong cái đội của Dương Triều Vũ, cho nên những cái lời lẽ của con hát về quê hương nó rất chân thật và nó tới thẳng trái tim của chú. Và chú tin chắc là những cô chú ở dưới đây khi nghe mấy con cũng có cảm xúc động đúng không? Y chang như vậy. Hai con lại ôm chú Vũ động viên chú cái. Dễ thương. Rồi. Chú Vũ không được mít ướt. Cô Trang không mít ướt có được ôm không? Nhưng được mà xin lỗi. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang. Thiệt sự Vũ rất là cứng rắn nha, về tình yêu, về cái gì Vũ rất là bản lĩnh. Nhưng mà chỉ có hai chủ đề duy nhất mà mỗi lần nói lên là Vũ không có kềm chế được. Thứ nhất là về quê hương, và thứ hai là về cha mẹ. Chỉ còn hai chủ đề đó là tự nhiên nó chảy nước mắt. Nước mắt nó ròng ròng nó chảy ra. Trang ơi, chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy để khi nào mà Vũ rơi nước mắt mình quay qua mình chậm liền, chứ đâu có thể làm phiền nhà hàng xóm người ta qua chậm nước mắt ngoài được. Trang, cái tiết mục này là em sẽ có sự đầu tư. Một lần nữa xin được dành một tràng pháo tay cho hai bạn của chúng ta, Long và Thảo. Chúc mừng hai bạn. Nhau
như sương thấm thoăn trong làn khói, bóng ai dừng chân thầm thì cầu mộng mơ. Ôi sương đôi hoa xưa tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ mi bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng nghe chiều ấy như dù lòng ai, nhớ rằng ai ngồi đây vị. Khánh Băng và Bích Tuyền, đây là hai gương mặt mà chắc chắn là quý vị vẫn còn nhớ ở tập phát sóng đầu tiên thì đã chinh phục quý vị với ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre, với một ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca. Còn bây giờ thì hai cô gái của chúng ta hóa thân thành hai cô sơn nữ trong ca khúc Chiều Lên Bản Thượng. Và không ngờ là trong phần biểu diễn này thì già làng rất vui khi được đón nhận hai thành viên mới của chúng ta đã minh họa cho tiết mục này. Xin được giới thiệu hai thành viên, đó là Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Trời, múa không thua gì vũ công chuyên nghiệp ở trên đây. Lúc đầu là đúng là có sai, nhưng mà lúc sau là có chỉnh lại. Lúc sau là có khoe cơ bắp. Rõ ràng. Vâng. Lúc sau có giả gạo. Giả gạo. Lúc sau có giả gạo nữa. Thiếu cái cầu mưa nữa là bản làng của mình là hạnh phúc rồi. Hai đứa mình lầy quá bà. Già làng rất vui đều điều này. Tuyền ơi, con lên sân khấu con đẹp lắm. Bởi vậy con cứ tự tin lên, con hiểu không? Tại vì con hát á, con mắt con cứ dời ở dưới đất không à. Mắt của mình đẹp lắm, mình phải nhìn thẳng để cho khán giả đồ mọi người nhìn vô ánh mắt của mình thì mình mới truyền tải được những cái gì mà mình muốn để cho mọi người hiểu về mình á. Người ta hay nói là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn á con, cho nên là con đừng có nhìn xuống đất hoài vậy nghe con. Cái đó là một cái chuyện nhỏ xíu thôi mà cô nghĩ là con sẽ làm được. Bài hát này thì hai đứa con rất là dễ thương, rất là đáng yêu, hát đúng cao độ, nhưng mà để mà bật lên được một cái gì cho nó ấn tượng á thì cô chưa nhìn thấy. Coi như là đoạn A qua đoạn B nó cũng giống như nhau vậy thôi. Nó ta da đi đi da ta đi da da ta da da đi da ta da da da, hiểu không? Có nghĩa là cô muốn nhìn thấy một cái gì đó nó nhấn mạnh hơn trong cái cách diễn của tụi con, hoặc là trong cái cách tụi con hát, hoặc là trong cái cách dàn dựng. Em không đồng ý, tại cái bài nó vậy thôi, bây giờ làm sao nữa chẳng lẽ có vấn đề gì vương được thấy là như cái bài nó chỉ vậy thôi mà. Không biết đâu phải là cách hay anh. Cảm ơn anh. Quá bao đời. Vũ ơi Vũ, Vũ. Ở đây là bản thượng. Còn cái mà em hú cái là em vô rừng rậm Amazon rồi. Đúng rồi. Bên đó là cái này hai đứa con đội nào mà sao huấn luyện viên bên kia bất chấp quá vậy? Không, tại vì bên kia nhiều khi cũng có cái ý kiến riêng của mình. Vậy thôi mời cô Đăng Trang tiếp lời. Thì cái cô nghĩ là như vậy thôi. Ý là cái ý kiến riêng của cô là như vậy. Cô muốn thấy một cái gì đó nó phải đem lại một cái cảm giác nó phải nhấn hơn đó, mạnh mẽ hơn đúng không? Có thể là như vậy, hoặc là nó phải có một cái chuyển âm nhạc hay như thế nào đó, nó sẽ khác biệt hơn giữa đoạn A với đoạn B để người ta có thể nhớ, có một chút xíu gì đó nhớ về cái bài của mình hơn. Cô hiểu ý của cô Đoan Trang nói về cái cách con xử lý bài hát vừa rồi. Ý của cô Trang á là tụi con hát nảy lên một chút xíu, tại vì tụi con hát nó hơi bị đều, cái thần thái á tụi con chưa có được hoàn thiện lắm trong cái bài hát này. Cho nên ý của cô Trang nói với góp ý với các con là như vậy. Nhưng mà tụi con đã hát rất là chuẩn nhịp, rất là độ cao, độ thấp, rất là đều đặn với nhau. Điều đó cô rất là khen hai con. Đó là những gì cô góp ý cho hai con thôi. Cảm ơn hai con rất là nhiều trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn ca sĩ Minh Tuyết đã góp ý và tin chắc là hai bé sẽ hoàn thiện mình hơn. Cũng chia sẻ một chút cái này là Nguyên Khang cảm nhận thôi, tại vì cũng khó cho các bé là đã từ chuyển từ cái dòng nhạc dân ca vốn là phải đúng luyến rồi, lấy rất là nhiều, cho nên khi chuyển qua cái dòng nhạc mà hát theo cái kiểu nãy như vậy thì các bé cũng chưa có quen lắm. Thì hai con tặng câu cho cô Minh Tuyết đi rồi, cổ gì cổ về nước ngoài cổ còn nhớ được cái giọng hát của hai con hen. Bầu sang pha rạch miếu
qua lẻo đẻo theo sau, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến và bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng hoa. Hai con phải cảm ơn chú Khang, vì á không phải là sau cái vòng này mà cô với chú Nghĩa quyết định liền đâu, phải hội họp lại với cô Cẩm Ly để mà quyết định là đậu hay rớt. Lúc đó cô Cẩm Ly sẽ biết được rằng là cái đoạn đường tụi con đi như thế nào, tụi con hát ra làm sao. Mà bây giờ con hát như vậy thì cô lại có một cách nhìn khác về tụi con hơn nữa. Phải cảm ơn chú Khang. Cảm ơn chú Khang. Hai mình đập tay cái nha. Yeah, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và hy vọng là các bạn sẽ hoàn thiện mình hơn để ngày càng thành công nha. Cảm ơn Khánh Ba và cảm ơn Bích Tuyền. Cảm ơn các bạn. Làm em sâu sừng thêm ấm tình anh nuôi.
Quỳnh Thi cùng với tiểu đội Nhí. Dạ, cảm ơn các con. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nổi Lửa Lên Em với phần biểu diễn của hai chiến binh đội huấn luyện viên Đại Nghĩa, Minh Tuyết, Cẩm Ly. Bây giờ thì Quy Khai xin phép mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ trước. Các con đang đóng vai gì khi mặc bộ đồ này, các con biết không? Các con là ai? Dạ con, các con là người nấu đồ ăn cho mấy chú đánh giặc. Đúng rồi, chính xác. Đó, hồi xưa đó, khi mà thanh niên mà cái thời chiến tranh á, mà đi chiến đấu á, thì ai cũng thích xông ra mặt trận, chứ không có ai chịu ở nhà nấu ăn hết. Cho nên có một loạt bài hát để ca ngợi những cái người mà lo cho sức khỏe của đoàn quân là phải nấu ăn, có bài Nổi Lửa Lên Em. Tụi con hát và hiểu bài hát là tốt rồi. Còn con hát bài này nó mang một cái tinh thần rất là lớn, mà sau này các con đã hiểu là cái sự vui vẻ hay còn gọi là lạc quan, mà trong khi con học lớn lên sau đó là lạc quan cách mạng đó. Khi mình chiến đấu nó rất là gian khổ, nhưng mà nếu thiếu cái sự lạc quan vui vẻ đó thì mình sẽ bị không có đủ cái năng lượng để mình chiến đấu, mà u buồn đó thì chắc chắn là sẽ thua. Cho nên tụi con đang rất là thắng, để khi huấn luyện viên đã rất là tinh tế để cho tụi con một bài mà tụi con tung tăng, mà các chú, các bác, các cô đã từng chiến đấu lại vô cùng yêu, cảm thấy xúc động và cảm thấy thế hệ mới bây giờ làm quá tuyệt vời. Giống như là chú Bạch nói với tụi con á, là cái tinh thần của con rất là lạc quan trong cái bài hát này luôn. Mà nếu như mà đoàn quân mà có tụi con làm hậu cần á, chắc là đi đến đâu thắng đến đó đó. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ về hai cô nhóc tì nhỏ xíu của chúng ta mà hát khỏe quá khỏe. Đây là hai chị nuôi, nấu cơm nuôi các anh chiến sĩ, nuôi khéo quá mà. Mà cái tinh thần các con dễ thương, vui vẻ, sôi nổi. Cái điều mà chú thích đây á là hai con ra sân khấu lúc nào cũng tươi tắn, nó rất là phù hợp với cái bài hát này. Các con cứ cười, bạn bên đây hát thì cứ hát, bên đây mình cứ cười. Đó, rồi tới khi mình hát thì mình cầm micro lên mình hát thì bạn bên kia vẫn cười. Đó, hai con nó dễ thương ghê lắm luôn á. Chú không nghĩ rằng là hai con làm hai cái chị nuôi mà nó đáng yêu đến như vậy. Đó, mà cái đoàn quân phía sau nó cũng thấy thương nữa. Mà chính vì cái điều đó nó làm cho cái tiết mục này của chúng ta nó thu hút mọi người. Đúng là như cái bài Nổi Lửa Lên Em đó. Đó, thì cái bài này nó nổi lửa, nó đốt cháy tất cả mọi người ở đây bởi cái sự hồn nhiên dễ thương của các con. Mặc dù có thể là ở cái tuổi của các con á, các con chưa có hiểu rõ lắm về cái công việc của những cái cô chú ngày xưa khi mà đi ra trận là phải như thế nào, và những cái người anh nuôi hay là chị nuôi ở lại hậu phương, ở trong bếp thì sẽ phải làm gì, cái trách nhiệm của họ ra làm sao. Nhưng mà chính cái sự hồn nhiên của các con đưa vào trong cái tiết mục này làm cho mọi người nhìn vào cái công việc này, ôi mấy anh chị nuôi ngày xưa đáng yêu quá. Nhất là những cái bạn nhỏ mà trạc tuổi của con á, khi xem tiết mục này của con thì sẽ thấy yêu, thấy quý các cô, các chú ngày xưa hơn rất là nhiều. Cảm ơn hai con về tiết mục này. Cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa. Quá trời lời khen dành cho hai cô gái của chúng ta. Nào hai chị em ôm nhau cái mừng coi nè. We'll be right back.
làm xuân đẹp vào tay. Thưa quý vị, như vậy những giây cuối cùng, đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. À, Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh, thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng, con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh hư, ngày dài cả hớm một mùa. Cài thêm em hư, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em hư, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được cảm ơn đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Cô bé đáng yêu thích. Sáng nay mà con thức dậy, nhìn sao bầu trời mây bay. Muốn hát lên.
mèo con nằm nghe hương trà. Khi mà sáu vị nhận xét, Nguyên Khang muốn đố hai vị nghĩ xem hai bạn này có điều gì đặc biệt à? Cái mặt giống nhau, cái khí giống nhau. Hồi nãy là bước ra lên nó nghĩa cái này là anh em chắc luôn rồi. Giống lắm. Giống gương mặt y chang nhau hả? Như cái bên in ra vậy đó. Anh em có không? Có anh em không? Khánh Ngọc và Đình Nhiêm là hai chị em sinh đôi. Mọi người có đoán được hai chị em sinh đôi có những điểm chung gì? Chúng con học chung lớp nên luôn hỗ trợ nhau trong học tập. Và tụi con cùng được sự quan tâm và chăm sóc của một người rất là đặc biệt, đó chính là mẹ. Là anh chị lớn nên là chúng con luôn giúp đỡ mẹ trông em. Cô bé Hồng Ân này nhõng nhẽo nhất nhà, nhưng tụi con có bí quyết để cả ba chị em cùng chơi với nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh, hai chị em luôn giúp nhau tập hát. Vì âm nhạc là niềm đam mê của tụi con mà. Tụi con vui nhất là được cùng mẹ và em gái đi ăn kem. Với niềm đam mê âm nhạc này, tụi con hy vọng sẽ chinh phục được các huấn luyện viên để bước vào vòng tiếp theo. Đó, có một điều đặc biệt là cô chị chỉ ra trước em có mấy phút. Ồ, mà sao ông em bự hơn vậy ta? Em uống nhiều sữa hơn kiểu anh em bự. Xin mời cặp đôi nhà Vũ Trang. Ok, chú phải đứng lên chú mới nói, tại vì chú rất là háo hức khi mà sau khi nghe cái phần trình diễn của con. Anh đứng vậy em đứng luôn. Ok, đứng luôn. Okay. Cái chương trình này tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca, đúng không con? Cho nên là cái sự hòa quyện giữa hai giọng ca là cái quan trọng nhất. Và từ đầu chương trình tới bây giờ, hai đứa con là cặp duy nhất mà chú thấy có cái độ bè, nó vừa chuẩn, vừa ngọt ngào và vừa ăn xâm với nhau. Mọi người có thể cho hai cháu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại vì quá mê hai chị em sinh đôi là một cái gì đó nó rất là lạ. Cô chú xong chưa? Dạ tạm thời xong chị. Dạ. Chưa có cặp đôi nào ngoài cái chuyện như chú Dương Triệu Vũ nói là hát
bè với nhau, ăn ý. Cái điều chú Bạch rất là tâm đắc là tụi con có sự giao lưu, có sự diễn xuất tình cảm trao nhau, là bởi vì tụi con sống chung một nhà, hiểu được. Và chú Bạch hiểu được điều này là tại sao ngoài cái chuyện làm nghệ thuật, chú Bạch còn có hai người em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Cho nên chú Bạch rất biết tính biết ý của những bé sinh đôi, phải như thế nào thì mới hợp. Mặc dầu sinh đôi nhưng không phải giống nhau đâu, mỗi người sẽ có một nét riêng. Mà cái kinh nghiệm đó chú Bạch sẽ kết hợp với cô Trang nữa, sẽ làm cái gì đó cho tụi con. Mà tụi con thì biết rằng là bên kia quyết định gìn giật, cô chú sẵn sàng nhường. Nhưng mà nếu mà hai con chọn cô chú thì cô chú sẵn sàng nhận. Nếu như mà đã muốn nhường rồi thì thôi, mình làm người quân tử luôn, mình nhường giữa đi nha. Không phải, tại vì cái quyền quyết định không thuộc về ban huấn luyện viên, okay, mà thuộc về các bé, mà mình phải tôn trọng các bé, đúng thôi, không? Thôi, tại sao chú Thanh Bạch lại nói như vậy? Nói là sẵn sàng nhường bởi vì sao? Bởi vì cô chú không có muốn làm cho tụi con quá lo lắng, là bởi vì cái sự bạo lực là bên cái vũ trang nó mang lại cho tụi con. Tại vì bên kia sẵn sàng giành giật rồi cái gì đó. Không, cô chú không đi theo cái chiến lược đó. Cô chú rất là bình tĩnh. Hai đứa chọn thì cô chú mừng lắm. Hai đứa không chọn thì tính sao? Tính sao? Ở đây ai cũng sẽ đem lại điều tốt cho tụi con. Nhưng cô nghĩ là tụi con nên về đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Cảm ơn chị Đoan Trang. Có nhiều cái lợi thế cho tụi em con. Em để ý trong lúc chị chia sẻ tình cảm thì anh nghĩ anh nhìn chị đắm đuối say mê như thiếu điều anh muốn qua, anh muốn làm gì chị luôn á. Dạ, xin anh nghĩ anh có điều gì mà tại sao anh đứng dậy đội của anh, đâu có chọn ai đâu anh. Ngưỡng mộ. Dạ. Ngưỡng mộ bởi vì Đoan Trang rất là tha thiết, thành khẩn. Đó, thuyết phục hai bé. Chú chỉ muốn nói một cái lời công bằng mà thôi. Hai con là hai chị em sinh đôi, một cái sự tương đồng về tất cả mọi cái, có được một cái tình thân, mà cái điều này là cái quan trọng nhất. Cái tình thân nó tạo nên cái tình cảm, cái cảm xúc trong cái phần trình diễn của hai con. Và một cái điều chú thấy đó là cái sự nhẹ nhàng của hai con, cái sự mềm mại, cái sự mượt mà của hai con thì nó rất là phù hợp. Nó rất là phù hợp, giống như là cặp đôi của con với cặp đôi của cô chú đây, thấy không? Cặp đôi của con hòa quyện không? Cặp đôi của cô chú nghĩa trang, hợp lý sao không? Đó. Rất hợp lý anh Nghĩa. Đó. Còn đây là cặp đôi vũ trang. Đó. Bởi vì chú không phải là chú cố tình chú binh cô Thu Trang đâu. Nhưng mà nếu như hai con mà đó cảm thấy rằng hợp lý thì hai con nên chọn cái gì đó hợp lý với mình nha. Chú thì đó, chú cũng muốn gợi ý một tí nhẹ nhẹ vậy thôi. Con ơi, chú Vũ tin chắc là nếu như mà hai con về đội của chú sẽ cố gắng hết sức mình. Chú và cô Trang sẽ làm sao để đưa cho con được vào thật sâu trong chương trình. Và có khả năng là con có thể làm quán quân luôn. Con có nghe chú Vũ nói không? Chú không có binh chú Vũ. Chú không có binh chú Vũ đâu. Chú không có thích chú Vũ đâu. Nhưng mà tự nhiên chú cảm giác cái giọng chú Vũ á, nó hợp với giọng với hai đứa con dễ sợ luôn á. Thật lắm, tình cảm. Không, nó nhẹ nhẹ. Không phải giọng nữa mà phải coi cái cặp mắt. Đúng rồi. Cặp mắt ý rồi. Rồi mình cười một cái nha con. 1, 2, 3 cười. Rồi bây giờ hãy đưa ra quyết định của mình. Con xin chọn vào đội của chú Vũ và cô Trang. Đời.
dễ thương quá. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì đến từ đâu? Dạ thưa ba vị huấn luyện viên. Sáu gì vậy? Em sáu gì? Ba cặp đôi huấn luyện viên. Ba cặp đôi. Dạ. Ba cặp đôi huấn luyện viên cùng toàn thể khán giả. Quận năm. Con tên là Phạm Hồng Mai Khuyên, năm nay con 12 tuổi. À, đến Mai đâu? Khuyên. Mai Khuyên đúng không? Mai Khuyên à, đến từ đâu? Dạ con đến từ Phan Rang Ninh Thuận. Ôi nhiều thanh long lắm. À, bé này có một điều đặc biệt là ngày hôm nay bé đi cùng với lại ba của mình, mà ba bé lại là một người dạy nhạc cấp 2 ở Ninh Thuận, cho nên là cũng truyền cái niềm đam mê âm nhạc, niềm đam mê đó cho bé. Ủa ba con ở đâu cho chú nhìn mặt được không? Nước hello anh. Dạ. Oh. Mọi người cho chú một tràng pháo tay được không ạ? À? Xin mời cặp đôi của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Trong cái giọng hát của con, không những nó trong trẻo và nó cao lắm luôn. Và cô thấy là ở con khi con hát, chắc có lẽ con có thường đi hát không? Tôi thấy con thoải mái tự tin lắm. Làm dạ chủ có, xứng. Con thường đi hát. Vậy hả? Chắc là ba dạy nhạc cho nên là có nhiều chương trình biểu diễn, cho nên con hay đi thường xuyên đi biểu diễn phải không? Dạ. Hèn chi nên con làm chủ sân khấu con thoải mái lắm, tự tin lắm. Con hát rất là thoải mái. Chúc mừng tiết mục của con. Dạ con cảm ơn cô. Bên Nghĩa. Khi chú nghe con hát á, chú hình dung tới giống như là mấy cái phong linh á, mấy cái phong linh mà mình treo ngoài nhà đó, chú gió đó con, nó kêu len keng, nó kêu lanh canh, nó trong trẻo, nó bay dữ lắm. Và cái giọng hát của con nó rất là hợp với cái bài này, Nắng Có Còn Sương, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Mà cái bài này với người lớn hát á, nhiều khi là cũng đã khó rồi, chứ không phải dễ đâu. Cứ tưởng cái giai điệu nó vui vui là dễ, không có, bởi vì nó mang âm hưởng của Bắc Bộ, có cái một cái chất dân ca Bắc Bộ trong đó, và phải là một người có một cái giọng hát nó điêu luyện một tí, nó phải biết xử lý từng đoạn cao trào như thế nào, những chỗ bỏ nhỏ ra làm sao, hát mà làm sao để người nghe người ta nhắm mắt lại, người ta hình dung ra được cái ngữ cảnh đó. Con là một cô bé mới có 12 tuổi con làm được cái điều như vậy, thì chú tin rằng nếu như con được mài dũa nhiều hơn với bàn tay của chú Vũ thì con sẽ còn hát hay hơn nữa kia, và cần phải nhờ cô Thu Trang giúp cho con về cái phần diễn xuất. À, bởi vì sao? Khi con hát á thì nghe rất là vui, cảm giác mùa xuân đến, nhưng mà cái phần trình diễn của mình á, cái hình thể của mình chưa được một thoáng xíu. Đúng rồi. Nếu mà về với đội của nghệ sĩ Thu Trang là em sẽ cảm thấy xuân cực kỳ phơi phới. Cô Trang sẽ giúp con ra hát những cái bài vui làm sao đó để mình giải phóng hình thể. Hát mình vừa hát hay mà có một cái phong cách biểu diễn tốt nữa thì con sẽ là một cô bé rất là tuyệt vời trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí của chúng ta. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn chú. Như chú Đại Nghĩa cũng vừa phân tích thì cô rất là mong vòng sau khi mà cô thấy con xuất hiện trở lại sẽ là một thí sinh đáng gờm qua sự huấn luyện của cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ. Sao cái giọng này tôi thấy như là tôi được Trang Tuyên Dương cái gì đó ta? Chúng ta ôm nhau đi mình, tự nhiên ba gia đình mình thân ái quá, qua ôm nhau Trang. Ôi da tay đôi là biển xa, ta đi vòng tay lớn mai để nói sơn hà. Mình phát cái bài Cả Nhà Thương Nhau. Ba là cây nến già. Dễ bà. Bà thương con, thương con. Bà không giải tán luôn đó, vậy đó cho giải tán có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thấy được cái cảm giác gia đình ấm cúng như thế này trong ấm chương trình chú phải lên đây định xong ca nhí không phải chú ngưỡng mộ giọng hát của con không thôi mà con giống như sứ giả hòa bình đó con. Con mang lại cái sự thân ái cho cả ba gia đình vốn dĩ không có thân với nhau lắm. Anh Đại Nghĩa, em yêu cầu anh nói là chữ sứ giả hòa bình mà phải cái mặt thân thiện hơn anh à. Ừ, con ơi, không phải chú ngưỡng mộ giọng hát của con đâu. Mà con giống như là sứ giả hòa bình á. Chú muốn con biết một điều là con hát rất là hay. Cái giọng bay phơi phới. Mà nếu như mà con mà thi ở những cái dòng đầu, những cái tập đầu á, là chắc chắn ba đội sẽ giành giật con dễ sợ lắm. Nhưng mà chú may mắn là còn thiếu cái màu của con và còn thiếu thí sinh ở trong đội, cho nên là không ai giành giật với chú. Chú được con giống như một báu vật vậy đó, mà tới tay một cách không cần phải giành giật. Cho nên cái hôm nay là tối nay thôi, mình đi, mình có cần đi mua vé số không? Con ơi con nên nhớ cái gương mặt này của chú Vũ, bởi vì tập sau nếu như mà chú Vũ loại con đó thì con mới nhắc là chú Vũ nhớ nha. Cái quan trọng là khi mà mình đứng ở trên sân khấu á con, là mình phải có bản lĩnh sân khấu. Nếu như mà con mà được chỉ dẫn cặn kẽ thì con cũng sẽ được truyền lại cái kinh nghiệm mà khi mình đứng lên sân khấu mình sẽ như thế nào, mình không run ra làm sao, thì cái đó con hãy yên tâm, hãy tin vào cô nha. Chị Trang vốn được mệnh danh là hoa hậu hài, cho nên là ngay từ lúc mà chị đứng dậy cái nụ cười thần thái của chị làm một cái cho mọi người thấy. Và bây giờ
cười của chị đã mang đến mùa xuân rồi, em thấy không? Điều gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy được là em đã chọn rất là chính xác cặp đôi gia đình Vũ Trang. Và anh nghĩ là không còn gì tuyệt vời hơn nữa, bởi vì chắc chắn cặp đôi này sẽ giúp cho em hoàn thiện cái kỹ năng mình hơn. Và anh tin chắc đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của những thí sinh khác nha. Cảm ơn anh. Hey, và hãy về với đội của cặp đôi của chúng ta. Anh chỉ thắc mắc là tại sao cái tên của em nó đặc biệt như vậy? Dạ, tại vì là gốc em ở Huế ạ. Sau đó ông bà cố em đã chuyển ra Nghệ An sinh sống và làm việc. Em đang ở Hà Nội ạ. Tức là Huế, Nghệ An, Hà Nội, ở ba nơi không có liên quan rồi, gì lắm cùng. Sau đó vô thành phố Hồ Chí Minh thi. Em có thể nói rõ hơn cụ thể là ở Hà Nội em làm gì? Em đang học piano ạ. Học piano đúng không? Em học mấy năm rồi? Dạ, em học 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi, tức là đánh piano rất là ngon rồi đúng không? Thế thì ở đây có cây piano đánh vài cái chơi được không? Dạ. Ok, rồi, xin mời em. Thank you.
Cảm ơn Khánh Huế. Và bây giờ xin mời phần chia sẻ từ phía ba cặp đôi huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời cặp đôi của anh Bạch và chị Trang. Ở đây trong các thí sinh cho tới giờ phút này, con là một người mang lại cái không khí lạc quan cho chương trình. Bản thân trong người của con nó có một cái tố chất rất là lạ, là cái sự lạc quan nó lan tỏa trong khán phòng. Và đặc biệt có lẽ tràng pháo tay này xin được tặng Khánh Huế và ban nhạc đã hòa quyện ăn khớp với nhau, tạo thành một không gian âm nhạc rất là riêng cho phần trình diễn của con biết không? Cái điều đó không phải người nghệ sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được. Dạ con cảm ơn ạ. Cô nhìn thấy chính mình ở trong con, một cô bé rất là trẻ, rất là nhỏ mà có cái đam mê, có cái sự mãnh liệt. Em xin lỗi nhưng mà anh nghĩ anh cứ khúc đó anh thấy không có sao mà... Tại vì nghe nói là rất trẻ, rất nhỏ đó, phải quay qua nhìn. Không sao đâu con, cái đó vui thôi, con không có gì hết. Mà cũng chưa chắc vui nữa con. Giọng con rất là mạnh. Tuy nhiên con cần phải có cái độ tinh tế hơn. Đó, ví dụ như mấy cái chỗ đầu là ta pi cha cha di tam pa da pa ti ta da ta da pam pa, là mấy cái đó con đẩy. Nhưng mà vô cái điệp khúc thì con phải bỏ nhỏ để cho làm chi, nó tạo cái độ khác biệt của đoạn A và đoạn B. Thì cái đó cô mong là nếu có về với đội của cô thì mình sẽ thảo luận hơn về những cái điều đó. Con chọn về đội ai cũng được, nhưng cô cho con một cái bí mật. Bây giờ nếu như mà con về đội của chú Vũ thì cô Trang cũng là một cái người đứng bên cạnh con, nhưng chú Vũ mới chính là cái người huấn luyện cho con về giọng hát. Nhưng mà giọng nam mà huấn luyện cho giọng nữ thì nó sẽ không hiệu quả bằng giọng nữ huấn luyện cho giọng nữ. Xin mời nam ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ. Vũ không biết nói gì nữa. Làm sao phản biện được, bởi vì bây giờ nếu như cô nói một cái điều nó bất hợp lý đi thì cái tự nhiên chú sẽ có liền cái sự phản biện. Còn bây giờ cô nói nó quá hợp lý thì bây giờ nó sao phản. Cô vẫn rất là điềm đạm, phải không cô? Cô đâu có nhảy cà tưng như là ai kia. Nãy giờ không ai nhảy, có mình chị nhảy đó chị Trang. Nãy giờ tất cả mọi người đều ngồi. Ừ, có mình chị nhảy. Có mình bạch sẵn tay bạch nhảy bảnh bạch bạch. Ê bịch bịch nha, không có được bạch bạch nha. Xin lỗi anh Bạch. Nghe nè thấy chưa, cô lúc nào cô cũng đợi người ta nói xong hết thì mới tới lượt của cô. Chứ cô không có ấy mà cô nói con nghe, cái sự mà nhảy nhảy vừa rồi của cô là để minh họa cho cái sự ấy ấy của mình ấy. Chứ mà cô càng nói càng khó hiểu. Chú Vũ, sao chú Vũ? Con làm cho chú rất bất ngờ. Con có một cái độ chín mùi và chững chạc và bản lĩnh sân khấu mà không phải ai cũng có được. Chính riêng chú đi, phải tới 25-26 tuổi sau bao nhiêu năm đứng trên những sân khấu lớn nhất mới có được cái sự mà chín mùi, mà giống như là mình có thể làm chủ được hết sân khấu một cách rất là tự tin. Cái mà chú quan sát lúc mà con thấy cái camera bắt đầu đi lên là con biết ngay là con phải diễn với cái camera, là con bắt đầu con diễn một cách rất là tự nhiên. Con làm một cách hoàn toàn thuyết phục và rất chuyên nghiệp. Và cái giọng hát của con thì có thể nói là nó giống cô Đăng Trang một chút xíu đi, đúng không? Nhưng đây là chương trình song ca, tức là về cuối cùng không phải là con hát một mình mà con phải hát với một người ca sĩ khác nữa. Cho em nói tiếp chị ngồi xuống. Không đâu có sao, chị đứng vậy thôi. Áo chị đầm đứng mới mà. Khoan, bây giờ nói nghe nè. Đó thấy chưa? Chị không có ngắt đâu, không? Cái gì đó. Chú không nói nữa. Chú để cô Trang nói đi. Không, cái này không phải là cô ngắt lời chú Vũ, nhưng cô phải nói chứ để hồi quên. Có nghĩa là đi tới cái đích á, vẫn có song ca, nhưng mà nếu ai phát triển đơn ca thì vẫn có giải đơn ca nha con, chấm hết. Đó vậy thôi. Cái điều con không biết là bên màn hình phía sau đã hỗ trợ cho con rất là nhiều. Cảm thấy con lung linh và con đẹp như thế trong giây phút đầu tiên thì con biết con là có ngôi sao may mắn chiếu mạng rồi đó. Mà con nhìn đây chiếu giống người sao không? Đó vậy đó. Anh Bạch cho em chia sẻ chút xíu được không? Tôi ăn hiếp Dương Triệu Vũ của tôi. Nói đi anh, anh nói đi. Ok để anh nói, em dạ, ngồi đi. Dạ. À, và một cái điều nữa chú thích của con là con có một cái lấm đồng tiền rất là dễ thương. Chú có không? Chú không có. Nhưng mà con trai cô có. Con ơi con. Liên quan. Con trai của cô Trang nhỏ lắm, con trai của chú lớn lắm. Đẹp trai vô cùng luôn. Nhưng mà tuy nhiên con, chú nhìn con, chú quan sát con thì chú thấy con không phải là một đứa trẻ mà cần phải có cái sự bảo phải ngồi hoặc là đứng hoặc là bảo dạy. Con có cái cảm nhận của riêng con, nhất là ở trong âm nhạc. Khi mà con xử lý cái bài hát á, con xử lý rất tinh tế. Con là một người bản lĩnh, con có cái tư duy của con, có tài năng của con. Và chú tin chắc là cho dù con về đội của ai đi nữa, con cũng sẽ thành công. Nhưng
Chú rất mong con chọn chú. Đội bên đây có cô Thu Trang, bên đây có cô Đoan Trang. Cô nào chú kết hợp vô cũng hợp lý, cũng đẹp hết trơn á. Cái tên của chú ghép vô với hai cô đó đẹp ghê lắm. Nhưng chú muốn nói với con một điều như thế này à, thì là chúng ta đến với nhau là vì cái duyên, đúng không con? Cái duyên nó bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên. Con nhìn đi, cái màu nào nó giống con nhất? Đây, màu xanh. Tùy con quyết định nha. Đây. Cảm ơn chú. Ôi, cảm ơn chú Nghĩa. Bữa nay làm ông bụt hiền lành cho chú Nghĩa vừa chẳng pháo tay đi hở. Chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn. Một là em sẽ về với nhà chị Thu Trang và anh Dương Trường Vũ. Hai là về với nhà của Bạch Gia Trang. Mấy cô chú chọn con, con đều thích. Nhưng mà chương trình chỉ cho con chọn một cặp đôi. Và theo của chú Dương Trường Vũ ạ. Chúc mừng con. La na na, na ni na na. Hồn nhiên vui là con gái Hà, vui là con gái Hà ý em. Chu chu a, chu chu a, oh oh I'm a girl. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca, ha ha. Để mùa thu qua buông hướng lên mái tóc, nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng chưa buồn là em hơn ghen chưa mong tình yêu. Vui là con gái Hà, vui là con gái Hà ý yeah. Nắng cho em ngày yêu, vui là con gái Hà, vui là con gái Hà ý yeah. Nắng cho em màu yêu. Thưa quý vị, thấy ba bạn bước ra từ ba cái hộp màu hồng, với Nguyên Khang lại nhớ đến hình ảnh mà các bạn nữ của chúng ta rất là thích, đó là ba cô nàng búp bê Barbie dễ thương nằm trong ba chiếc hộp bước ra. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Thanh Bạch chia sẻ đi ạ. Tụi con đã có một cái cơ hội để thể hiện đúng chất lứa tuổi của tụi con. Tụi con có mê búp bê không? Dạ có. Cái chất giọng của ba bạn hòa quyện với nhau trong cái tiết mục này giống như là tụi con đang chơi một trò chơi không phải căng thẳng gì hết, mà cái mà con búp bê mà mình yêu thích bây giờ mình được hóa thân thành thì giống như mà từ một giấc mơ mình nó trở thành hiện thực trước mặt mọi người. Và các con nên giống búp bê hơn nữa cơ.
À, hồi nãy một số động tác các con làm thì nó coi như phát thảo. Và khi bước ra rồi, cái sự từ một con búp bê mà nó trở thành sự chuyển động á, nó phải có quá trình một chút xíu, chứ không phải mình bước qua cái mình thành con người liền. Đúng không? Anh ơi, hay là ba cái mình lên làm đi. Anh xin phép là mời ba nghệ sĩ nam chúng ta ra thị phạm cho ba bé. Nhưng mà mình làm kiểu siêu nhân. Rồi, bây giờ khán giả dưới coi búp bê nào sẽ tốt nhất, vì khán giả vỗ tay à. Dạ. Búp bê là lớn. Búp bê thì lớn. Na na na. Na ni na na. Wow wow, I'm my girl. Ngày coi tia nắng long lanh qua hàng mi. Chờ nụ cười em rơi lúc xem trên phố. Ngày ngủ như thế đôi môi em khẽ cười. Đôi chân em cất lời tình yêu ngày say là em hồn nhiên. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, yeah. Chưa chưa wow, chưa chưa wow. Anh Nghĩa, cho em hỏi là cái con búp bê của anh bị đau bụng không anh? Làm gì? Phải. Không có phải, bên kia búp bê siêu nhân, búp bê bình thường, anh búp bê model. Kệ ơi, model đó người ta ốm lắm chứ không có ăn bánh nở như anh nhiều. Ba bạn thấy là mấy búp bê này được không? Ổn không? Búp bê nào đẹp con nói đi, búp bê nào đẹp nhất? Chứ Thanh Bạc, chứ Thanh Bạc. Ha ba rất là sợ của chú mà sao không kêu chú trời. Quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Anh Nghĩa làm lại đi, anh Nghĩa làm lại búp bê model đi. Ui da đau. 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 Và bây giờ xin mời cảm ơn một tràng pháo tay cho ba nghệ sĩ của chúng ta. Rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Nhưng mà con nghĩ như nè, nếu mà Khánh Băng á, con thả lỏng chút xíu, con tươi hơn một chút xíu nữa, thì là cái con búp bê của con nó cũng sẽ rất đẹp, vì mặt con rất là xinh. Mai Khuyên cũng vậy nha, con hơi bị căng thẳng chút xíu hả, nhưng mà không nhiều đâu, chút xíu à. Nhưng mà cô rất là khen Tường Uyên, vì con rất là hồn nhiên và con rất là tươi trong cái cách con biểu diễn bài hát này. Và cô chúc mừng Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương nha. Mà cái tuổi thơ của dạ, nữ ca sĩ Minh Tuyết có giống vậy không? Hồi nhỏ chị Tuyết chơi đá banh không mà. Chơi đá banh không mà thiệt. Chị Cẩm Ly mới là ngồi chơi bán đồ hàng này kia đó. Rồi chị Hà Phương là dịu dịu chơi búp bê. Chị Cẩm Ly ngồi chẻ cóc à, ăn muối tiêu, quên ăn muối ớt không mà dạ. Chị Ly thì thích vậy. Nhưng mà đó đối với cô thì cô nghĩ rằng là ba con giống Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương. Nhưng mà những cái trang phục á, và đạo cụ á, là cô mượn từ nhà cô Hà Phương. Bởi cô Hà Phương chỉ màu hồng thôi, chứ cô Tuyết không có màu hồng trong tủ. Nếu mà ba chị em mà gắn bó mà chơi nhau lâu, biết đâu lọc nữ nhóm Tam Ca Ba Nàng Công Chúa à. Rồi cái tuổi thơ của nghệ sĩ Thu Trang có chơi búp bê không? Thật ra thì chắc không đúng không? Đương nhiên là có rồi, sao không được? Chơi súng. Con gái thì lúc mà nhỏ là thì ai con cũng gái búp bê. Ai cũng mang búp bê chứ. Mà cô Trang hồi nhỏ thì không có được chơi búp bê mà đẹp được như ba đứa tụi con. Có lấy cái khăn rồi bẻ cuộn lại rồi bẻ làm đôi cột cộng dây thun ở phía có. Trước cầm búp bê không? Không những chơi búp bê bê bằng nhựa rồi mình còn chơi búp bê giấy nữa chị. Giấy bằng mình bận đồ vẽ đồ vô. Nói chung là khi mà ba con hát cái bài này rồi diễn tả lại búp bê rồi trên sân khấu, thật sự là làm cho cô Trang cũng cảm thấy bồi hồi nhớ lại cái thời mà mình còn nhỏ, mình thích chơi búp bê như thế nào. Nói chung là cái tiết mục này cô Trang thấy rất là dễ thương. Cô Trang cảm ơn các con. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mới như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ. Tựa như ánh lửa.
dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Thật ra thì cái bài này chúng tôi đã thay đổi một chút lời của ca khúc để phù hợp với lại các bé khi biểu diễn trên sân khấu Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Câu chuyện kể về hai bạn học trò có những cái ký ức, những cái rung động của nhau khi bắt đầu bước vào cái tuổi mà có nhiều cái xúc cảm, nhiều cái thay đổi trong suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì cũng thưa quý vị, đây là cặp đôi song sinh duy nhất mà chinh phục chúng ta từ cái vòng ngoài. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang. Vĩnh Tâm ơi, cho anh xin mi thứ rải tự do. Có lẽ trong âm nhạc có một sức mạnh. Em rải tiếp tục luôn. Có nhạc đệm đó. Tức là anh nhận xét mà có nhạc đệm đó. Có lẽ trong âm nhạc có em một sức mạnh rất nhiều á. Khi tạo một không gian cảm xúc. Trang phục này giống như các bạn bước ra từ những trang sách của lứa tuổi mới lớn. Các bạn tạo nên một cảm xúc mà chỉ tuổi của các bạn mới có thể làm được. Các con đã tập luyện với nhau rất là kỹ và tạo thành cái điều đó trong khoảnh khắc. Thì khoảnh khắc đó đáng giá. Nhiều năm sau nữa, đây là kỷ niệm đẹp trong đời của hai chị em. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cái cách nhận xét nó rất là truyền cảm như thay lời muốn nói vậy á. Nơi anh cho em cái điệu bolero. Tum ta 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 tum ta
Các con thân mến, khi hai con vừa mới xuất hiện, chú Nghĩa cứ tưởng tượng rằng mình lớn ba lớn gần Nghĩa, mình đang tham dự một cái buổi tiệc cưới. Hai con như hai thiên thần nhỏ xuất hiện hát mở màn trước khi cô dâu và chú rể xuất hiện. Từng dòng cảm xúc các con đưa vào trong lời hát của mình. Mệt quá. Từng cái sự biểu cảm hồn nhiên của các con, nó làm cho cảm giác chú như nhớ về một cái thời tuổi thơ. Chú có cảm giác chú là cô gái đến từ hôm qua. Chú nói lộn, nhưng chú cũng muốn nói lại là như vậy đó. Xuất sắc. Và không biết đối với gia đình Vũ Trang thì chúng ta muốn nhận xét bằng âm nhạc hay thôi kệ nó cứ bình thường đi? Vũ nghĩ thôi kệ cứ bình thường là tốt. Em dân ca đi, dân ca cải lương. Xuất sắc. Mình bảo lên Vũ Trang mà. Rock đi. Ta. Làm cho cô chú đây một phen hạnh diện. xuống luôn, xuống họ lên câu thứ hai xuống luôn. Trời ơi, em làm anh mất mặt quá. Hai con hôm nay đúng như là hai thiên thần vậy đó, rất là dễ thương. Và hai con hát với một cái lối mà nó mộc mạc, mà nó không có một cái chút gì của đời hết. Nó rất là đơn giản, rất tự nhiên, giống như là nói vậy đó. Hai con có thể bè lại cho chú nghe cái như chuyến em cô gái đến từ hôm qua được không? À, cho em cái rải cái tông cho mấy cháu. Ngày thơ đâu chưa xa xương để lại, giờ có một điều ước em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi những cơn mưa, cười thắm như con đường. Giờ như là vẫn thế trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm. Và quý vị có biết một điều đặc biệt nữa, không phải là những cái bè không, mà chính hai cháu là người đưa ra những cái bè này. Đây là một cái điều rất là cần thiết trong âm nhạc của Việt Nam. Hai con hôm nay làm cho chú rất là hạnh diện. Cảm ơn hai con. Thì hồi nãy em nói rồi đó anh Vũ, hai con làm cho cô chú một phen hạnh diện đó. Còn em làm anh. Là cô Thu Trang. Hai con làm cho cô hạnh diện, mà còn cô Thu Trang làm cho mọi người một phen hết hồn đó. Chỉ ước mong cho
cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Cảm ơn mẹ. Cho con cuộc không hiểu quý vị cảm giác như thế nào chứ Nguyên Khang thấy hai cô gái này đứng trên sân khấu hát ca khúc mẹ mà lòng đầy thổn thức. Dương Triệu Vũ có rơi nước mắt không, có cảm thấy xúc động không? Vũ không rơi nước mắt, tại hồi nãy Vũ rơi hết nước mắt rồi. Nhưng mà hồi nãy hai con hát rất là hay, nhất là những cái đoạn cao đó, chú không ngờ hai con hát cao đến như vậy và rất là chắc. Đây là một bài không phải dễ hát, phải có cái chiều sâu. Mà hai con mới 9-10 tuổi thôi mà lại có thể hát được cái trải nghiệm của một người mà đã về cái tuổi trưởng thành rồi mà nhớ đến mẹ mình, mới biết được mẹ mình đã cực khổ như thế nào để mà lo lắng cho mình. Thì hai con đã làm rất tốt. Đúng là một bài hát về mẹ nhưng mà rất là khó hát, bởi vì âm vực rất là rộng, những cái nốt cao treo ở trên rất là nhiều. Nhi là cái bạn mà cô giành giật quá chừng rồi tốn đồ vật chất đồ mà không về đội của cô phải không? Xong rồi con thích ăn sô-cô-la lắm, con thương cô lắm nhưng con về đội cô Cẩm Ly phải không? Thiếu, thiếu chị Trang, thiếu. Thích sô-cô-la, thích chơi siêu nhân nữa. Thích siêu nhân coi như là con phải hại cả hai đội một lúc. Rồi tóm lại là giọng con ngày hôm nay hát rất là nổi trội, rất là tốt. Các viên con phải để ý lại những cái luyến của con, phải tiết chế lại cái luyến của con, nhất là nguyên một cái đoạn đầu. Thì không phải lúc nào bài hát mà ngọt ngào mình cũng phải luyến thì mới nghe tình cảm, không phải vậy. Đôi khi luyến mà nó không hợp lý thì nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Ở tiết mục này thì cho phép Nguyên Khang mời anh Đại Nghĩa nói trước. Em thấy anh hiền quá. Em thấy nó không đúng với tính cách của anh lắm. Xin phép anh Khai khẩu. Kéo phép mà tôi rẹt. Khai khẩu rồi đó. Chú cảm thấy rằng là cái sự mà tranh giành của chú với tất cả các huấn luyện viên khác ở cái vòng loại á, nó hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà chú đã bỏ ra. Bởi vì hai con đã không phụ lòng mong mỏi của chú Nghĩa với cô Ly. Và hôm nay là gây một cái điều bất ngờ cho cô Minh Tuyết. Mà ở đây chú không có muốn dàn dựng cái gì nhiều hết trơn á. Chỉ hai cô bé áo trắng và cầm một cái hoa sen trên người thôi. Rồi xung quanh là một cái làn khói trắng mờ ảo để cho hai con hoàn toàn hòa nhập vào trong cái ca khúc đó. Và chính cái cảm xúc của hai con nó sẽ tự động nó lan truyền đến tất cả mọi người. Và với cái giọng hát tuyệt vời của hai con nữa, chúng ta không cần làm màu nhiều. Chỉ cần như đó thôi cũng đã chạm được vào trái tim của người nghe rồi. Những cái khiếm khuyết nào đó của các viên nếu như còn có ở cô Đoan Trang vừa mới góp ý cho con, thì cái điều đó chúng ta sẽ từ từ khắc phục. Bởi vì cái quá trình của chúng ta còn rất là dài. Mà cái điều quan trọng là các con có được ở cái cảm xúc khi các con trình bày bài hát của mình. Mà trên sân khấu người nghệ sĩ đôi khi cái kỹ thuật nó là quan trọng, nhưng mà đôi khi cái cảm xúc nó lại là quan trọng hơn nữa. Nó đi vào trái tim người nghe bằng cảm xúc chứ không hẳn chỉ là bằng kỹ thuật. Mà các con đã có kỹ thuật rồi mà có thêm cảm xúc nữa thì điều đó là quá tuyệt vời và là một cái niềm hạnh phúc cho chú, cô Cẩm Ly hoặc là cô Minh Tuyết ở đây. Cảm ơn các con rất nhiều về cái điều này. Chú, nhìn hai con, cô thấy từ cái khuôn mặt cho tới cái vóc dáng sao giống Minh Tuyết Cẩm Ly. Ai là Minh Tuyết, ai là Cẩm Ly à? Chắc là Cẩm Ly bên đây và Minh Tuyết bên này. Chúc mừng hai con. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ và dàn hoa tím bên nhà anh nhớ mong. Chậu đu hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám
một ngày tiếp xuống về rồi người chạy lên đường để nhảy hoa tiêm vây chào thế. Trong phòng ba góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ anh như chim bay xa nhưng đàn chim bay trong phòng ba góc trời kia chim én thương ai đợi chờ tròn lắng nghe la 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 đàn tôi hát cô gì mà sao cô bé cười ngộ ghê đàn tôi hát cô gì mà sao chú bé ngồi mơ màng hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi trong nhóm Tam Ca, Hoàng Yến, Trâm Khanh và Lâm Khuê. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn bước vào trong để đến với tiết mục tiếp theo. Cảm ơn ba bạn rất dễ thương. Tình câu hò điệu ly còn đây.
con giới thiệu cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Bảo Cường và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá. Là cô chú tưởng đâu con miền Thưa Tây. Quý vị, đây là một cậu bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con từ làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Yeah. Và bây giờ con đang trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh rẫy nương xanh, con trốn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xuân sao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thương hát ở ngoài đông, ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cường á, vay tiền ngân hàng nhiều, bây giờ là làm ăn thất bại, giờ phải vào Bình Dương làm thuê, làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu vất vả, thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Vào đấy thì làm tài xế chạy xe, công việc thì cũng tương đối khó khăn, nhiều lúc có thể là đi qua đêm, sáng ngày sau hôm sau mới về được. Vừa tối thì vào đấy thì cũng đang làm khu chế xuất tính trung một, bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê này, nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ này. Chỉ có vài đó, nhiều lúc làm cả một năm tận tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vẫn có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyệt đỉnh song ca nhị. Nếu được giải, con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch á, bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con. Con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế. Và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô à. Cô chú xin được chúc mừng con tới đây ôm hung. Nhà con chim cũng cu kỳ.
khăn biếu thiếu chị Hùng, thiếu gió cuốn bay về đâu, chiếc khăn biếu thiếu chị Hùng, thiếu gió cuốn bay về đây vườn trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng nắng hoa rừng cần thiếu. Chúc mừng Bảo Cương, Ngọc Thanh và Ngọc Đức.
chưa. Mình đi vào lý do vì sao lại chọn các khúc tóc hát từng được nữ ca sĩ Đăng Trang thể hiện. Dạ em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ con tên là Trương Hoàng Yến, con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Quảng Ngãi ạ. Thế lý do vì sao hai em lại chọn ca khúc tóc hát của nữ ca sĩ Đăng Trang?
Dạ, tại vì hai tụi em thấy là nó hợp với phong cách trình diễn của mình và yêu thích bài hát đó ạ. Đặc biệt là tóc của hai em cũng rất đẹp. Nào, hai em quay lại cho mọi người xem nè. Đó, dễ thương nè. Cảm ơn chị Đăng Trang. Nãy giờ chị đứng lâu quá, chị có thể về ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Em mời các em. Tại vì hai đứa con làm cho trái tim của cô rất là rung động. Không phải là một ca khúc lãng mạn làm cho người ta lay động lòng người. Bài hát đó là bài hát cô từng hát cách đây mười mấy năm trời. Chứng tỏ là một cái bài hát qua hơn 10 năm vẫn còn sức sống. Một lần nữa cô cảm ơn tụi con, cảm ơn khán giả, cảm ơn sâu huấn luyện viên đã làm cho cô nhớ lại bài tóc hát. Hai nói nghe nè, ví dụ ôm lại cái kỷ niệm á. Mình thử luôn một đoạn tóc hát đi. Một đoạn tóc hát nha. Tại sao cô phải hát? Trời ơi, gì vậy? Sao cô làm tuột hứng vậy? Cô ơi, cô... Hãy để cho cái bài hát tóc hát đó cách đây mười mấy năm nằm ở trong lòng của khán giả. Bây giờ ngày hôm nay cô cảm thấy cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Bởi vì đánh cái version này luôn luôn rất là sốc. Rock Alternative ha. Bây giờ không còn nhiều người hát Rock Alternative nữa. Tại vì người ta lo hát R&B hay là hát EDM vân vân. Nhưng tụi con rất là chết khi tụi con vẫn còn nhớ bài hát đó. Cô muốn mấy cô cháu mình đi ra đằng sau nếu như con chọn về đội của cô. Có thể cô sẽ cùng hát chung với tụi con, nhưng mà với bài hát khác chứ không cần phải hát tóc hát, đúng không? Trang có từ chối các con đó. Phải, 10 năm rồi bảo quên lời. Quên lời. Nói vậy bảo quên lời rồi. Bây giờ phần của cô chú được mời tới đây là ban giám khảo, là huấn luyện viên. Nếu như không có để cho hai cô chú nói thì nó không có fair. Cho nên cứ để họ nói đi rồi xong mấy đứa con chọn về đội của chú sau. Nãy giờ cô nói rất nhiều và cô nên ngồi đi cô. Bây giờ chị nói, anh đi, chị nói đi. Đúng rồi. Cho con thân mến, trước khi cô Cẩm Ly hát dòng nhạc dân ca trữ tình, cô Cẩm Ly nổi tiếng là ngôi sao nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc nhảy nhót sôi động, cào cấu, bứt tóc, móc mắt dục. Các con biết không, có thể là bây giờ cô Ly không hát những dòng nhạc như thế này nữa, nhưng kinh nghiệm 1-4 à. Thế còn nếu như các con muốn là mình là một người nghệ sĩ đa năng, mình phải thay đổi, thấy không? Tự nhiên hai con nè đang quậy quá trời rock thế này kia, tự nhiên bữa sau cô Ly dừng cho hai con hát bài Đau Xót Lý Kim Quyên. Chú, không? Chú nói vậy chú thấy có hợp lý hay không? Hợp lý chứ. Trời ơi chú gì từ bí văn rồi. Tôi không được quyền lên tiếng. Đài phát thanh Đại Nghĩa tạm dừng, chúng ta nghe đài phát thanh Cẩm Ly. Dạ chị Tư, em giận quá chị Tư. Người ta nói chị không biết hát nhạc trẻ kìa. Làm ơn cho bà chị như của tôi mới nói nghe, bà chị tôi mới hiền quá mà, cho nên mấy người ăn thịt bà hả. Trước khi ăn thịt bả thì làm ơn ăn cái cục này trước đi. Thôi. Chị, em bên giật chị. Thôi bây giờ nói đàng hoàng. Trang Đoan là dạ. Em có quyền giành thí sinh, nhưng em đừng có cái model mà áp đặt. Cô Trang nói là cô Ly là bây giờ là chị hát dân ca trữ tình à, sẽ là không có thích hợp với cái dạng của tụi con. Còn bài này cô Trang đã hát cách đây bao nhiêu lâu và cô Trang am tường về mọi thứ. Ồ, đó có đó là cái quyền của người huấn luyện viên. Người ta có thể đem ra tất cả các chiêu trò người ta dụ. Nhưng mà cô Ly thì xưa giờ là cô Ly không có nhiều những cái tân bốc tụi con lên. Cái quan trọng nói thì nó dễ. Cho nên khi cô Ly bấm chọn có nghĩa rằng đã muốn tụi con vào đội. Còn nói về cái dòng nhạc, cô Ly cũng đã từng trải qua dòng nhạc trẻ rồi. Chứ không phải cô Ly thành danh dòng nhạc trẻ trước, sau đó mới tới trữ tình dân ca. Và bây giờ cô Ly vẫn hát hai dòng nhạc. Khi mình đã đi hát bao nhiêu lâu, tuy rằng mình không hát, mình sở trường mình không phải dòng nhạc đó, nhưng chủ yếu là truyền dạy cho tụi con cái gì? Cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì bây giờ dòng nhạc nào khi đã đi hát rồi cũng nhìn được những cái mạnh, cái yếu. Thì cô Ly chỉ muốn nói cho con hiểu thôi. Đó. Chứ còn bây giờ rần rần quá, cô Ly rần không lại. Chị Ly ơi, chị nói hay. Thương quá không biết. À, chú Bạch cũng xin nói với tụi con. Cô không có ý áp đặt gì hết. Cô chỉ ráng phân tích thôi là tụi con hát cái dòng rock alternative đó là phù hợp với cô. Cô có thể giúp cho tụi con nhiều hơn. Rồi cô có cái cơ hội được múa trên sân khấu nhiều thì cô có thể ngoài lề, có thể chỉ thay cho tụi con thêm. Chứ không phải là cô áp đặt gì cô Cẩm Ly hết. Cô Cẩm Ly lúc nào cũng là đàn chị của cô. Chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của hai bạn. Các bạn sẽ chọn đội của ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa hay ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch ạ. Xin chúc mừng các bạn. Yeah.
thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Quý, 14 tuổi, con đến từ Sóc Trăng. Yeah. Đây là một thí sinh người Khmer. Cái làn da của bé nó có làn da bánh mật rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh nghe trong cái giọng hát của em á, so với cái lúc mà mình trao đổi nói chuyện với nhau với lúc tập á, nó có gì đó nó không có được khỏe lắm đúng không? Có vấn đề gì không? Dạ em đang bị bệnh. À đang bị bệnh cho nên là cái giọng hát đó nó chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. May là chưa đạt phong độ tốt nhất đó, mà còn hát tôi muốn rụng rúng vậy đó. Thử coi phong độ mà tới nóc coi. Trời đất ơi, ai mà chịu cho nổi con ơi. Con không những hát hay mà cái màn vừa mở ra tất cả mọi người đều vỗ tay, thậm chí là rú lên. À, trời ơi, xoái ca là em đó quá. Em rú đó. Xoái ca là em á. Đẹp trai quá. Xoái ca. Con có chút giọng, giọng của con nó vang nó sáng, nhưng mà bài hát này con bị mắc rất là nhiều lỗi. Con nó bệnh mà. Không, mình đang nói trên cái mình chưa có biết kìa. Mình đang nói là cái hiện tại ở đây, còn cái bệnh là con chia sẻ sao. Cái màu giọng của con thì được, con chỉ thiếu tình cảm nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên là cô nghĩ là cô với chú sẽ cho con một cơ hội để được đi tiếp. Dạ, chúc mừng Quý rất nhiều. Và em hãy về với đội của anh Nghĩa và chị Ly đi à. Chúc mừng em. Biết tại sao không quý vị? Cháu nó đẹp trai quá mà đúng không? Soái ca thì phải về đội của nam thần thôi.